Xin chào mọi người, lại là mình Tươi Phú Thọ đây. Tiếp tục video cải tạo căn nhà. Hôm nay mình vào dọn dẹp và lau nhà lại trong nhà và cả ngoài sân. Nói chung là quanh nhà hôm nay có gì mình dọn tất. Cái khu vực đầu nhà này thì mẹ mình để các loại ở đây luôn. Hôm nay mình dọn tất. Gỗ thì khúc nào không dùng đến nữa thì vứt một góc để làm củi. Ở quê mình thì nhà nào cũng có một cái bếp củi. Có công có việc gì thì chủ yếu là nấu bếp củi mọi người ạ. Đúng kiểu nhà lâu không có người sờ tới, cái gì cũng toàn bụi bẩn. Tính mình không phải là sạch sẽ lắm đâu, nhưng mà mình thích sự gọn gàng. Mình còn đi loanh quanh trong vườn xem là có cái túi ni lông hay là những cái rác gì không để nhặt đem đi đốt này. Ở quê mình thì không có xe rác tới lấy đâu, có thì chỉ có ngoài đường lớn thôi. Sâu trong chân đồi nhà mình thì ai có rác thì tự xử lý. Mọi người xem chiếc cầu mới của mình này, trời ơi phải nói là cũng ra gì đấy mọi người nhỉ. Mình sẽ đặt mua một số loại hoa trồng ở cây cầu này, mình nghĩ nó sẽ rất là chill luôn. Sắp tới lại là mùa mưa rồi nên là có thể trồng được các loại rau củ quả nữa. Trong nhà mình thì đã sạch sẽ ok hết rồi mọi người ạ, có thể vào ở luôn được. Nhưng mà mình chưa ở vì là chưa có chỗ nấu ăn. Giờ đến công đoạn mở lối đi vào nhà trước đã, sau đó mới xử lý đến cái bếp, vì mình phải chuyển nguyên một cái bếp rơm ra ngoài mọi người ạ. Theo dõi mình để xem các video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người.